Podcast mở chuyện hẹn hò đang phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube V Shows. Tình yêu của tụi mình bắt đầu từ những năm tháng đại học. Thật buồn là tụi mình yêu xa, nhưng mà mình đều cố gắng vượt 1.000 km chỉ để được nhìn thấy anh ấy mỗi tháng một lần. Mọi người hỏi mình là có tủi thân không? Không, thật ra là mình đã chơi đúng luật của tình yêu là phải yêu chân thành. Và nhiều người cũng hoài nghi rằng anh ấy có yêu mình không? Có chứ, anh ấy rất là quan tâm lo lắng cho mình. Nhưng đáng tiếc là tình yêu ấy còn dành cho một cô gái khác nữa. Và mình không phải là duy nhất. Ngày đó mình hận anh và giận chính bản thân mình nữa, vì mình đã không tìm được lý do cho sự phản bội của người đàn ông mà mình đã yêu thương hết lòng. Và mình học cách chấp nhận, coi cuộc chia ly đó là sự sắp đặt để hai đứa bước tiếp con đường riêng của mình. Bỏ lại những yếu đuối và bi lụy, mình đang sống trong gương mặt tuyệt vời nhất, tự tin, rạng rỡ và kiên cường. Điều đó không có nghĩa là mình khước từ tình yêu, mình sẵn sàng được yêu, mình khao khát được yêu, và mình sẽ viết lên câu chuyện tình thú vị như chính con người của mình vậy. Anh ơi, bạn này là cố vấn thứ năm đúng không? Rất là tự tin luôn á. Tươi à, ở ngoài tôi thấy tươi còn hơn trong clip nãy nữa nha. Em ruột tên gì cưng? Dạ em tên Kim Chi ạ. Em đang làm công việc gì? Anh thấy em lái xe hơi dữ quá. Dạ hiện tại em đang làm kinh doanh và cũng làm TikTok ạ. Dạ. Em yêu cái bạn đó là ngày xưa năm mấy tuổi? Dạ năm 19 tuổi khi mà em bắt đầu học đại học và đã xuyên suốt một thời thanh xuân rất là đẹp. Bạn là người như thế nào? Theo em cảm nhận là một người rất là tinh tế, rất là biết cách quan tâm, lo lắng, chăm sóc và làm cho mình cảm thấy an toàn khi mà mình ở bên cạnh. Đó, chính vì người ta biết cách làm cho em cảm thấy an toàn cho nên bị lừa cái cảm giác đó đúng không? Mà mối tình đó nó cũng kéo dài ở sau lưng em rất là lâu, cho tới một ngày mà chị bạn thân trong nhóm không nhìn được cảnh đó nữa thì mới gửi cho em những cái hình ảnh mà khi hai người đó ở bên nhau. Thì em... Ủa sao cái chị đó biết mà em không biết? Em là một người không bao giờ kiểm soát người yêu của ai. Em luôn cho người yêu một cái khoảng thời gian riêng, một khoảng trời riêng để người ta có thể làm những cái công việc riêng của người ta. Và vì tụi em yêu xa nữa, không có một cái khoảng thời gian bên nhau nhiều để mà có thể nhìn nhận ra được những cái sự thay đổi như thế. Lúc em phát hiện cái mối quan hệ đó đến mức độ nào? Đến mức là anh ấy đã dẫn đi ăn với gia đình. Còn em? Tụi em là mối quan hệ công khai rất là nhiều năm và cả bố mẹ hai bên đều biết. Và một điều mà làm em rất là tin tưởng là tại vì tất cả mạng xã hội của anh ấy chỉ là hình ảnh của em mà. Chỉ có hai đứa thôi. Khoan. Ủa sao các bạn nó làm sao cách nào mà quen em trên mạng xã hội, mọi người biết rồi dẫn em về bố mẹ, rồi còn cái mối tình kia cũng về bố mẹ coi luôn. Bạn mới á, là bạn biết cái mối quan hệ giữa bạn trai em và em đúng không? Dạ biết ạ. Biết nhưng vẫn chấp nhận. Dạ. Gia đình cũng chấp nhận luôn. Em nghĩ là vì cô ấy có thể là rất là thích bạn trai của em. Bạn trai em đã yêu cầu là không công khai bất kỳ hình ảnh nào của hai người, nhưng mà cô ấy vẫn chặn Facebook của anh ấy và chặn Facebook của em để có thể là úp hình của hai người những khoảnh khắc bên nhau lên. Wow. Là một cái tầm quá dữ dội em đó. Nghĩ là có thể là chàng trai giới thiệu người này giống như là bạn thôi, bạn bè bình thường. Em nghĩ vậy á. Hồi nãy chị có nghe em chia sẻ là một tháng anh đó vô thăm em một lần. Dạ, em về thăm anh một lần. Sau khi mà em phát hiện được cái chuyện đó thì em giải quyết nó như thế nào? Lúc đầu em phát hiện ra em giận dữ lắm. Em kiểu như bùng nổ luôn. Tại vì là thời điểm đó anh ấy là như cả thế giới với em vậy. Cho nên là mình đã có những cái hành động rất là bộc phát. Chị thấy có vẻ trong mắt em nói chuyện đó là em rất yêu người đàn ông này. Thì chị đang thắc mắc là anh đó xin lỗi, em tha lỗi, xong rồi em chia tay hay là em lại... Buồn quá là em là người yêu nhiều hơn cho nên em quyết định tha thứ. Rồi kéo dài được bao lâu? 10 tháng ạ. Dạ, em vẫn nhớ ngày mà em nhận được bức hình đó là ngày 27 tháng 12. Và sau đó 10 tháng thì em là người nói là đừng bao giờ liên lạc với em nữa. Tại vì là... cái niềm tin nó không còn, nó như bắt nước hết đi á, không thể lấy lại được. Tới giờ nói mắt cũng còn rưng rưng kìa. Yêu người ta nhiều quá mà.
Mình đã ở cạnh một người rất là lâu rồi. Cái sự bao bọc, cái sự che chở, quan tâm của anh ấy cũng làm cho mình sau này, mặc dù cũng tìm hiểu thêm vài người, nhưng mà mình luôn luôn bị so sánh. Anh hiểu, một trong những cái điều mà khốn nạn nhất mà mình phải chấp nhận, đó là cái người mà mình yêu nhiều nhất trong đời, đa số là cái người yêu đối xử tàn nhẫn nhất với mình. Họ vô tình là cái thứ mình cần nhiều nhất, nhưng xui cho mình lại không phải là loại cảm giác tối thượng của họ. Đón xem Người Ấy Là Ai lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần, chỉ có trên HTV2 VChannel. Hôm nay Tú có vẻ rất là vui nhỉ. Đồ đạc rất là đẹp luôn, rất là ấn tượng với cái bộ suit của em. Anh thấy cái bộ này hôm nay em chọn màu gì vậy? Màu xanh hả? Màu xanh hả? Ủa anh hả? Anh ơi. Anh ơi, cái màu vàng nó rất là chóe luôn anh. Sao vậy? Nó khui lên trên sóng gì người ta nói ta màu màu. Nó khui hoài. Nếu người ta không biết màu đi hỏi. Có một cái gì đó duyên dáng ẩn đằng sau câu hỏi đó đúng không anh? Thì thí dụ đi, về trả lời lại nè. Màu vàng. Dạ đúng rồi, đây là màu vàng nghệ. Em đến đây để tìm nghệ cho em gái của em. Nhưng mà sau nhiều tập thì do hậu Covid, em phát hiện ra là em có một chút bị mờ mắt nè, rồi xương màng não nè, không có tinh tường. Xương mù não em ơi. Xương màng não là xương gì? Minh Tú sau một thời gian tham gia với Người Ấy Là Ai, hiện nay có thể cải thay đổi bất cứ ai. Thơ văn đồ. Tiến bộ hẳn anh. Tiến bộ nha. Dạ. Được biết là một anh chàng ca sĩ rất là đào hoa, đứng kế bên hai cô gái xinh đẹp, không biết Trần Thanh Bình cảm thấy thế nào? Có hồi hộp lắm không? Con tim này đã rất là nghiêm túc, muốn đi tìm một cái tình yêu chính chắn. Và không biết anh có nhầm lẫn với lại tâm lý của nữ chính không à? Ủa anh có bị nhầm lẫn không ạ? Là khách mời thì cái chuyện anh muốn tìm kiếm ai là chuyện của anh kể cho mọi người nghe làm cái gì? Không, ý mình cũng là nói là mình cũng độ tuổi chín chắn rồi đó. Thì mình cũng bắt đầu mình cảm thấy được là mình cũng ngày càng đẹp trai hơn. Anh ơi, em thấy anh Bình anh nên đứng im thôi. Ông nói cái nó hết nghiêm túc luôn anh. Không sao Bibi à, cái này người ta gọi đó là một số những triệu chứng hậu Covid. Không sao cả. Nếu Minh Tú có hậu thì anh này cũng có hậu. Phương Lan, em nghĩ thế nào khi tham gia chương trình hôm nay? Dạ, thật ra thì hôm nay là em cũng quay trở lại với lại mùa 4 là lần thứ 2. Thì em đã chuẩn bị cho mình nhiều cái kiến thức và cái sự trí tuệ nó nhiều hơn. Đây là một trong những chương trình không cần quá nhiều kiến thức và trí tuệ đó em. Cần cảm nhận em à. Và cái sự trí tuệ. Không, nói gì nói chứ là miễn là có tâm với chương trình là được rồi. Một đối thủ có tầm với Minh Tú nha. Cẩn thận nha. Em cẩn thận vị trí đó. Hôm nay tới đó là cẩn thận đó. Đó đâu. Nãy là đang kêu là đang muốn cho đang ngồi. Cứ gì? Nãy em đứng ngoài em nói đó, em kêu em chân dị như một món quà đó. Có ai đến xé cái món quà của em ra không? Đó. Quý vị, một nhân vật nữa thì người ta đã bán bánh rất là thành công. Chia sẻ cho anh em nghệ sĩ cũng không ít những loại bánh gây mập như bánh bò, nước cốt dừa rồi đó. Hôm nay thì Bibi là lấy lại được vóc dáng trương sình của mình sau một thời gian cai tinh bột. Hôm nay Bibi đẹp trở lại rồi thì đã sẵn sàng để cùng nhau vào thế giới của Người Ấy Là Ai chưa? Dạ thì sau 2 mùa đó thì mùa 3 thì chương trình không có mời em, là em cũng hiểu được là do 2 mùa đầu em cạnh tranh với nữ chính quá nhiều, cho nên là cái mùa này em quyết định là em dùng cái số vốn bán bánh của mình để em mua cái vị trí ngày hôm nay. Thưa quý vị, biết tại sao là chương trình ít mời Bibi không ạ? Thứ nhất, tóc dài hơn nữ chính. Thứ hai, đến đây luôn luôn đòi make up đậm hơn nữ chính. Thứ ba, thậm chí là còn rất là thích mặc những cái váy đẹp hơn nữ chính. Trước khi bước ra sân khấu nha, Tú nghe rõ ràng không? Con đòi là tại sao không cho em dress up, em phải chặt nữ chính em mới lên sân khấu. Anh ơi! Em phải chặt nữ chính em mới lên sân khấu. Anh còn nói nè, anh uống cho em cái mái tóc loạn xoăn rồi xăng bồng bềnh hoặc là loạn xăng hay là loạn xăng. Cái là loạn tóc luôn em. Tóc loạn. Tóc loạn xoăn. Còn nhớ là phải nói là phải cái layout như là hoa hậu Hoàng Vũ vậy đó. Đó. Thì ai mà dám mời em. Đúng rồi. Lúc nãy em cũng có nói với lại stylist của em là chọn cái bộ đồ nhìn sao mà cho nó thật là kiểu mà gentleman á. Gentleman. Dạ, còn cái tóc và đây là một trong những bộ đồ không như vậy. Đón xem Người Ấy Là Ai lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần, chỉ có trên HTV2 VChannel.
Podcast mở chuyện hẹn hò đang phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube V Shows.